Xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về giá heo hơi từng ngày. Dự báo giá heo hơi ngày 3 tháng 4 tiếp tục đã giảm trên cả nước. Khả năng tại miền Trung giảm sâu hơn hai khu vực còn lại. Giá heo hơi hôm nay bắt đầu điều chỉnh giảm mạnh trong ngày thứ hai thực hiện cách ly xã hội toàn quốc. Sau khi các công ty chăn nuôi lớn hạ giá heo xuống dưới 70.000 đồng trên ký, đồng loạt tất cả các địa phương trên cả nước đã giảm giá sâu từ 5.000 đến 8.000 đồng trên ký. Thực hiện đúng cam kết em hôm nay đã đồng loạt giảm giá heo hơi xuất chuồng, còn 70.000 đồng trên ký. Theo lộ trình, các doanh nghiệp sẽ giảm giá về 60.000 đồng trên ký trong quý 2 và quý 3 năm 2020. Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Xuân Cường hôm 30 tháng 3, đại diện 15 doanh nghiệp lớn tham dự, cam kết sẽ đưa giá heo hơi đang ở 75.000 đồng trên ký xuống mức 70.000 trên ký từ đầu tháng 4. Lộ trình giảm giá được các doanh nghiệp đưa ra là đến cuối quý 2 và quý 3 sẽ xuống mức 60.000 đến 65.000 đồng trên ký. Giá heo hơi miền Bắc dự báo giảm nhẹ trên diện rộng. Khả năng giảm 2.000 đồng xuống mức 78.000 đồng trên ký tại Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai. Giảm nhẹ 1.000 đồng xuống mức 78.000 đồng tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 76.000 đến 77.000 đồng trên ký. Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên dự báo giảm mạnh nhất cả nước. Tại Hà Tĩnh khả năng giảm 4.000 đồng, còn 75.000 đồng trên ký. Giảm 3.000 đồng, xuống 72.000 đồng trên ký tại Quảng Bình, Khánh Hòa, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam. Giảm 1.000 đồng, xuống mức 75.000 đồng tại Bình Thuận, Lâm Đồng các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 73.000 đến 75.000 đồng trên ký. Giá heo hơi miền Nam dự báo giảm nhẹ trên diện rộng. Giảm 2.000 đồng, xuống mức 77.000 đồng trên ký tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ cũng giảm 2.000 đồng, xuống mức 75.000 đồng trên ký, tại Long An, An Giang, Kiên Giang khả năng giảm 1.000 đồng, tại Bình Phước, Cà Mau xuống mức 77.000 đồng trên ký các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 72.000 đến 74.000 đồng trên ký.